Ngoại trưởng Đức muốn thảo luận với Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh về nối lại các mối quan hệ bị rạn nứt sau vụ Berlin tố cáo Hà Nội bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Ngoại trưởng Heiko Maas cho biết hôm 20 tháng 2, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh thăm Đức từ ngày 20 đến 21 tháng này. Ông Maas nói Việt Nam là đối tác quan trọng của Đức ở Đông Nam Á, song ông cũng lưu ý rằng thời gian qua đã có những bất đồng đáng kể giữa Đức với Việt Nam, trên hết là về vụ bắt cóc công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh ở Berlin. Tiếp đến, Ngoại trưởng Đức tuyên bố hôm nay chúng tôi muốn đạt thỏa thuận về chuyện lập lại đối tác chiến lược giữa Việt Nam với Đức và vun đắp bằng chất liệu mới. Trong thông cáo công bố trước cuộc họp với Ngoại trưởng Phạm Bình Minh tại Berlin, Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân quyền và các giá trị chung trong bất kỳ đối tác chiến lược nào. Đôi bên không tổ chức họp báo sau cuộc họp. Việt Nam cũng như Đức cam kết tự do thương mại và đa phương, Ngoại trưởng Đức nói. Ông Maas cũng cho biết thêm rằng Đức ủng hộ thỏa thuận tự do thương mại giữa Liên hiệp châu Âu với Việt Nam. Việt-Đức bắt đầu quan hệ ngoại giao vào năm 1975. Đến năm 2011, hai nước đã nâng mối quan hệ lên thành đối tác chiến lược.